Chương 11. Ôi, chớ chi anh em dung chịu sự rồ dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời. Bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng, dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi giàu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhân không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn, thì không lụy đến ai cả. Vì các anh em ở xứ Macedon đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A Chai, không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy làm khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lại gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm. Tôi lại nói rằng, chớ có ai xem tôi như là kẻ dại dột. Nếu vậy, thì hãy nhận tôi như là kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. Điều tôi nói là khi tôi lấy sự quả quyết chừng ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa, xong như kẻ dại dột vậy. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, thì tôi cũng sẽ khoe mình. Vì anh em là kẻ khôn ngoan, lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột. Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dễ anh em, vả trên mặt anh em. Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời này. Chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối, nhưng quý bằng có ai dám khoe mình về sự gì? Tôi nói như là kẻ dại dột, thì tôi cũng dám khoe mình. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phen, tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỎi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc. Lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ, còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Vì phải khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Giê-xu là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng. Biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Đa-mét, quan tổng đốc
của vua Areta giữ thành của người Đa Mách để bắt tôi. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống bằng một cái giỏ dọc theo lưng thành. Ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ.